cho đến mạnh chưa ai ca chiến cái đến lần độ mạnh chưa chưa ấn cái nữa mạnh nhất này nhanh nó bóp nhanh hơn còn cái nút thứ hai là đảo chiều nó lại mát xa ngược nữa đấy còn nút cuối cùng là giờ không ngoại cho nó ngay đi đấy thấy nó quảng cáo tốt quá và nó xuất ngay trong cổ thấy trên mạng quảng cáo tốt quá. Bản thân mình thì làm nghề phun xăm và lối mi nên là ngồi nhiều lưng của mình cũng rất là đau, cổ rất là mỏi nên là mình đã mua thử về để test xem độ hiệu quả ra làm sao. Nhìn chung thì vẻ bề ngoài khá là chắc chắn, da sờ vào rất là thích tay như kiểu da xịn ấy mọi người. Máy thì được cắm bằng sạc điện thoại, sạc chân Type C nhé. Mình dùng liên tục thì được lửa tiếng. Còn sạc thì mình sạc 3-4 tiếng rồi vẫn chưa thấy nó đầy. Máy thì có 3 chế độ bóp, bóp nhẹ, bóp vừa và bóp mạnh. Ngoài ra nó còn có cả nút đảo ngược chiều, massage. Tiếp theo là nó có chỗ để phát ra tia nhiệt hồng ngoại giúp ấm cổ. Nói chung là nó sẽ giúp mình xóa tan cái cơn mỏi cổ do cúi nhiều. Thế nhưng mà khi hết mỏi rồi mọi người đừng bóp nữa nha. Nó cũng khá là mạnh đấy. Nó bóp khá là đau đấy mọi người ạ.